Hello mọi người, chào mừng các bạn đã quay lại kênh của Hiếu. Thì hôm nay Hiếu sẽ làm thử cà phê bọt biển xem có thành công không nha. Thì Hiếu thường hay thấy các bạn YouTube với lại TikTok hay làm cà phê bọt biển, nhưng mà không biết thành công không hay là xạo. Thì hôm nay Hiếu sẽ làm thử cho các bạn xem nha. Và các bạn nhớ hãy xem đến hết video nha. Nguyên liệu của nó thì rất là đơn giản thôi, ở nhà các bạn cũng có được nữa, hoặc là làm tạp hóa mua nha. Thì đó là các bạn chỉ còn một gói cà phê Việt nè. Mình thì ở đây chỉ có 3 gói thôi, và một bịch sữa tươi có đường, vitamin gì đó, nói chung là sữa tươi là được. Và một hũ đường nè, với lại một hũ nước sôi lộn. Và một miếng nước sôi nha mọi người. Thì bây giờ hãy cùng Hiếu bắt tay vào làm thôi. Let's go. Ở đây thì mình có 3 gói cà phê. Con Phu này muốn ăn không? Không có cho ăn đâu, lát làm xong mới cho ăn. Mình với Phong uống thì chỉ cần một bịch thôi, mọi người hiểu không? Con Phu thèm ăn đó mọi người, kiểu nó thấy cái gì là nó ăn. Mình chỉ cho Phong một miếng thôi, mình làm nhiều mình cho Phong miếng thôi, tại mình ăn ăn lắm các bạn, ăn lắm các bạn, bởi vì Phong mập quá mình ốm nhơ mà. Đó, mình bỏ một gói cà phê vào. Mọi người nhớ là cà phê đen nét nha, cà phê Việt nha, mới làm được. Còn hôm bữa mình, còn hôm bữa Phong tầm cà phê vàng vàng hay sao, xanh đánh em. Nhưng cái gì vậy mọi người, nó đánh mình á, mình rửa nó xong rồi bỏ mấy muỗng đường. Ba muỗng đường mọi người nhớ, ba muỗng đường nha. Một muỗng đường gì nè, bỏ vô một lẻ, hai muỗng là ba muỗng. Rồi sao nè anh, đóng nắp lại. Ba muỗng nước hả? Mình rửa thơm lắm các bạn, anh có thấy thơm không anh? Anh có thấy em thơm không? Em thúi hơn cà phê. Su ăn không Su? Thả hồng ra cho ăn nè. Đó, nó lên đó mọi người. Đó, không cho ăn nè. Đây, cảm ơn anh. Ba muỗng nha mọi người. Một muỗng. Hai muỗng. Muỗng nhỏ hơn vậy. Hả? Muỗng nhỏ hơn. Như đây nè. À, đánh đi. Đánh hả? Trời, giờ tới công đoạn đánh nè mọi người. Mọi người nhớ làm gì mà có cà phê bọt biển tan chảy. Lại Phong cũng ít uống, mình cũng uống nhiều, hiểu không? Các bạn hiểu không? Cà phê cái mùi này thì cà phê, nhưng mà cái chất cà phê nó thì màu đen, nhưng mà cà phê nó đen, hiểu không? Bây giờ mình sẽ khuấy. Mình sẽ khuấy trộn đều 10 phút. Các bạn có không? Sau 15 phút sau cho mình liên luôn các bạn. Welcome keep. Welcome keep. Cho là ta. Cười gì mày? Cười. Cười gì mày? Cười. Su ăn không? Này các bạn đó, mình thấy không ổn lắm. Mình mệt quá nãy đánh mệt quá. Mình sẽ kêu người yêu mình vô mình đánh nha. Phòng bay đi của các bạn đó. Mình sẽ vô kêu em nha. Anh ơi. Này. Vô đánh phụ em ơi. Anh đánh không? Đánh. Em có chuyện này làm như anh mà. Chuyện gì? Anh làm em mỏi tay quá. Bất lạc cho mọi người. Cho mọi người thấy nè, đó đánh nó, mình đánh nãy giờ. Mọi người đánh một chiều. Anh đánh vô đây, sẽ vô đây nè. Ừ lắm đó, mình thấy mình thương Phong mọi người. Vỗ tay, vỗ nè, cồn đó. Xuân đánh là mệt đó mọi người ta. Mệt đó mọi người, ai mọi người. Là mình đã chuẩn bị hai cái ly, mọi người biết ly nào là ly của mình không? Ly tờ ly của mình nó không ít lắm. Đó, anh đánh làm gì vậy? Thôi cho mọi người coi, để gần lại, đây gần cho coi. Đó, mọi người đánh vậy mới thành công nha. Tôi sẽ bỏ đá vô. Đá gì đánh chưa xong. Em đánh nữa đi em. Rồi nãy giờ em đánh nó trời nha. Cũng ké được nói gì các bạn. Vậy cũng ké. Anh cũng ké được nói gì nha. Nói chút yêu thương. Quay cầm cái bịch này tự quá. Bịch đá mọi người. Trong thời gian không đánh thì mình sẽ cắt cái này ra. Mọi người nhớ là phải có sữa tươi nha. Sữa tươi mới ngon. Mình sẽ bỏ cho Phong một miếng này. Dẫn một bịch đủ mà
không lấy thang. Nghe được chưa? Thang mê, thang đủ nào. Không, mình không đủ đâu. Nghe nha. Đó, còn của mình. Tới mình các bạn yêu ơi. Sao đánh lại mở không? Chuyện là một bịch sữa tươi không đủ, mình quyết định lấy thêm một bịch nữa cho người của mình thật nhiều. Đó, mình sẽ được một phong lý nữa. Đó, mình vô đây. Hiếu rất ham ăn, uống rồi mình. Không ham ăn rồi. Còn dư làm gì uống chứ làm gì đúng không? Tiết kiệm mình ở đây, đây đủ hết rồi đó đi. Hả? Ờ uống đi. Uống gì cậu? Ôi. Đó các bạn. Cầm lên, cầm lên, cầm lên, cầm cái đó lên. Các bạn đánh sao mà cho nó ra như thế này mới gọi là thành công nha. Đó. Cầm lên, cầm sát camera cho mọi người coi nha. Đó, tay chảy. Về thầm chết 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 chết. Rồi, cảm ơn. Quen không đủ không? Không đủ á. Nghĩ sao vậy? Không đủ. Đủ. Đủ đâu? Không. Không biết là ham ăn mọi người thấy không? Em bộ, em tự sốt anh cho anh làm gì? Đúng rồi, đúng á. Như tự sốt đúng không mọi người? Trời ơi. Bỏ vô đây. Ủa cũng có hương rồi. Có nhiều sữa. Nhiều sữa. Tao cười tôi chết. Lấy hai, hai mốt đi. Trên bàn kìa. Thật sự luôn tôi nói mà. Không có làm ăn luôn mọi người. Thật ra sự như đây á. Không đủ luôn á. Không đủ cho Phong uống luôn á. Sao cái clip này mà phải làm thêm cho Phong uống á. Thật sự mọi người. Hai cháu mốt đó. Không mốt bàn á trời. Đó. Mà tiếc quá của mình có miếng. Cô nó bắt rồi. Nhưng không sao. Mọi người sẽ làm bồ. Ừ. Đó, có hai cái gì vậy? Chán quá. Đó, dắt hết đi, liếm liếm luôn từng ngợt mọi người thấy hiếu tham ăn một thôi. Mà bác nói chung là cái ly của em theo rồi, để qua bên đi, uống cái ly của anh đi. Đó, cái ly của Phong mọi người. Họ cũng xu uống không? Đó, xin mời xíu này nè. Nè đó, không trời. Nhưng mà nó ký quá, nó vẫn tức nha. Tại sao vậy? Tại sao vậy hả? Tại sao? Ủa là em tự đổi danh mà. Không hề luôn á, chắc em yêu thương anh đó. Mọi người hãy làm công bằng. Hiếu nó láo mọi người, không em mình đâu nha. Mình đã làm cho Phong một ly cà phê bọc biển. Phong uống thử coi ngon không? Mình uống của mình. Đau lòng quá. Sữa tươi không? Sữa tươi lắm đặc mà. Sữa tươi mà uống chỗ mình uống. Quen nó đặc quá à. Ủa nó có bọc biển mà. Ý nó cà phê là trời, cà phê của tôi nè. Không. Cái này đúng. Đúng rồi, chính cà phê. Cà phê gì ta? Cà phê bọc biển mà trà sữa. What? What? Không, cái vị nó giống trà sữa thiệt mà. À, mọi người hiểu không? Tôi thực tế cho mọi người nghe nè. Cái vị nó giống trà sữa, mà cái vị nó giống trà sữa phải không? Đúng không? Cái nào của trà sữa nhưng mà cái vị nó giống trà sữa. Gì trà sữa chân trâu. Trà sữa truyền thống đúng không ơi? Đúng không? Sô cô la. Không gì mà chân trâu đường đen à. Cái gì mà trà sữa chân trâu đường đen là gì trời? Gì mà sữa tươi chân trâu đường đen á. Rồi uống cái nào uống cái cảm nhận. Uống đi không? Tôi đi uống đi. Anh uống rồi. Uống rồi á. Uống rồi mới đưa cảm nhận nữa. Đúng rồi, cực kỳ ngon. Cà phê chân trâu đường đen. Nó dung từ bàn giỏ thôi à. Cà phê bọc gì? Đưa lên đây. Hậu quả của người ham uống bự nha mọi người. Ờ đúng rồi. Hậu quả của người ham uống bự nha mọi người. Rồi khen như trời. Thật sự luôn á. Người ta làm cho nãy giờ cho uống à, các bạn ngon không? Cũng cảm ơn vợ. Ok. Và nếu các bạn thích video này, hãy để nhớ cho mình một like và một subscribe đăng ký kênh nha. Giờ thì bye bye.